Đây, được hai em cá lóc đồng rất là ngon nha mọi người. Tòa chà bá lửa luôn. Quá ngon. Lóc này mà đi nướng chui là hết thảy nha mọi người. Sáng đậu đủ được như đây nè mọi người ơi. Từng con tôm xong. Quá ngon luôn. Chục con này nướng ăn khỏi chê luôn, cá là chết ủ cá lát này đừng mơ thành công nữa, ngon. Thì mới dở thêm được cái khác nữa cho mọi người, còn tươi trong luôn này cũng được mới tép công đó nè, nhảy sôi sối luôn. Xong nhìn ngon ghê luôn. Quá thơm. Hello mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ nha. Kênh Một Góc Miền Tây rất vui được gặp lại mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ đi quay được cái đổ dớn của người miền Tây đó cho mọi người cùng xem nha. Có tôm cua cá gì không, hứa hẹn là một ngày hấp dẫn đó, mọi người cùng theo dõi nha. Xa xa đằng kia là chiếc xuồng để đi đổ dến nha mọi người. Điều nó mới có cá chín. Để mình quay sờ cái dến gần gần của mình cho mọi người xem ha. Cái dến huyền thoại mà chính cá bóng tượng khủng. Cái một ổ cá đầu kiến luôn đó. Thấy ngon chưa? Sông nước mênh mông. Rồi. Chuẩn bị đi đổ nha mọi người. Đây, dở cái dấn này đầu tiên nè. Cái này mà bữa dính một con cá phóng tượng khủng với một đống cá lau kiến luôn nha mọi người. Mọi người mà ai mà chưa xem thì mình để lên ở phía trên để mọi người cùng xem lại nha. Cái giới này đặt cũng cá cũng bộn lắm ạ. Rồi dở cái này xong rồi đi theo dở hay dở mấy cái nữa. Cá nhóc luôn kìa. Mọi người cùng xem nha. Rất lớn nha. Tiếp tục bây giờ mấy cái đú nha mọi người. Tôm hả? Tôm kìa.
4 cái chắc cũng được vài con à. Thả nước vô, thả vô á. Tôm. Dở thêm mấy cái lọp đặt cua nữa nha mọi người. Mình không có cua rồi. Đèn cái nè. Cái này cũng còn mồi nguyên à, mồi dừa à. Chưa có vô con nào chứ. Để đây bữa sau mình sẽ thăm tiếp nữa. Rồi, về xem thành quả coi dở được bao nhiêu cá với cua, đồ tôm đồ nha mọi người. Rồi, đừng theo dõi nha. Chị đổ cá mấy mẹ đây nè. Rồi xem thành quả nha. Đây, cái đầu tiên nè. Cũng ngon chết đó. Cũng ngon đó. Chết gông nó tầm tông rồi nhiều. Rồi cái thứ hai nè. Này cá nhám. Cá lọc kiến đó. Cái cá sặc mà. Tươi sôi sôi rồi. Thành cũng ngon quá mọi người. Chuột nó nằm nó xỉu nghe không? Chờ bơ, chờ bơ. Mấy cá sống. Nó nằm nó xỉu. Thường là đổ cho cái nước rồi cũng phải 100g tép với mấy cá sạch bán cho bọn mua 5.000 quá. Thơm. Vì nó không nó đi bán rồi. Bán gì tôm gì? Tôm hùm gì với thằng kia? Bán tôm hùm á? Tôm hùm gì sao bán? Tôm hùm cũng như thằng đó nó xe chở gì cho nó bán vậy gì nướng. Tao mua là nướng đem về nhà. Để nhau để cá. Ừ, để giao ấy cá. Chứ nó càng hôm con sao con khóc à, con đau bụng quá hả? Đây được hai em cá lóc đồng rất là ngon nha mọi người. Tòa trà bá lửa luôn. Quá ngon. Lóc này mà đi nước tươi là hết thảy nha mọi người. Nước tươi là mình tráng mà. Có sức còn. Ở quê là chỉ có cá lóc đồng là số 1. Để quay cận cảnh cho xíu cho thấy nó bự cỡ nào nha. Đây cận cảnh hai em nó đây.